Thank you.
Ba, ba ơi, ở nhà không? Ai đây nhỉ? Nhà không? Ai đây nhỉ? À, ba, con đến thăm bà. Ba đỡ nhiều chưa? Ngồi đi pha cháu em. Vâng. Sữa cho bà này, tôm với cả sữa để cho bà ăn vào khỏe nhá. Hôm nay làm đỡ nhiều chưa? Khỏe hẳn rồi đúng không? Thế là các cháu lại đi làm mà. Ồ, thế là mấy hôm nay con lên rừng được nữa không? Con lên rừng chặt cây được không? Mấy hôm nay thôi, ở nhà nghỉ thôi. Đấy, ở nhà đun bếp này là nghỉ thôi. Đấy, sữa này. Pha vào luôn đi. Đây, cháu có mua ít đồ với cả sữa cho bà này. Thế là mấy hôm nay là không đi vào rừng nữa phải không? Ở nhà thôi. Tại vì mấy hôm nay còn đường còn trơn nữa. Thế ở một mình là đi rừng nguy hiểm. Cháu ở ngay gần đây này, cháu mới chuyển về đây. Ở ngay gần dưới này bà ạ. Cháu mới chuyển đến đây. Đây là con trai lớn của cháu. Cháu một con đứa bé nữa. Thì là bé ở nhà. Theo con trai lớn của cháu mới chuyển về đây ở cũng ở gần dưới này thôi. Bà cảm ơn các cháu đấy. Thì là có gì bà cứ xuống gọi cháu. Cháu ở ngay gần dưới này thôi. Thì cháu mới chuyển đến đây thôi thì có gì bà xuống nhà cháu chơi ở dưới kia. Cháu làm mới làm cái nhà cái lều bé bé ở dưới kia thôi. Hôm qua cháu đi lấy củi thấy có nhiều cọ lắm. Thế hôm nào bà khỏe khỏe thì hai bà con mình lên rừng lấy cọ nhá, lấy cỏ cọ nhá. Bây giờ bà ở đây là cũng ở nhà đúng không? Cháu cũng đi về, hôm nào cháu lại qua thăm bà nhá. Đi về con. Cảm ơn các cháu nha. Vâng. Chào bà. Khi nào về chơi bà nha. Vâng. Cái nào còn rồi. Ở đây đứa thì